xuất hiện chiếc đèn ngủ không dành cho người yếu bóng vía. Đang ngủ mở mắt ra nhìn là ngất luôn. Có thể thấy, thời buổi ngày nay có rất nhiều món đồ công nghệ vừa hiện đại vừa độc đáo, với những hình thù và tính năng cực kỳ hay ho khiến dân mạng chỉ biết điêu đứng, muốn mua ngay để về trải nghiệm. Đơn cử như mẫu đèn ngủ đang viral dưới đây chỉ vì nó có diện mạo cực kỳ ảo ma. Cụ thể, một đoạn video ngắn trên TikTok quay lại chiếc đèn ngủ của cô gái trẻ làm không ít người phải sợ thót tim. Nhìn kỹ trong clip có thể thấy, thực ra đây đúng là một chiếc đèn ngủ thông thường. Tuy nhiên, phía bên dưới bóng đèn có gắn thêm một cái mặt nạ, hình mặt người phụ nữ với phong cách hóa trang Halloween Nhật Bản. Khi đèn chưa sáng, thoạt nhìn qua cứ ngỡ như có một cái đầu đang lơ lửng trên trần nhà, trông rất ghê sợ. Với mái tóc đen, khuôn mặt đầy phấn trắng, còn đôi môi đỏ đang mỉm cười gượng ép. Cho đến khi đèn ngủ sáng điện, cảnh tượng ấy lại càng hãi hùng hơn khi đôi mắt bất ngờ bừng sáng, nhìn thẳng về phía giường ngủ. Nhiều netizen khi xem được đoạn clip này đều tỏ ra sợ hãi, ấy thế nhưng đa phần vẫn muốn có lấy một chiếc để tăng thêm độ kinh dị trong phòng ngủ của mình, mặc dù khá là yếu bóng vía. U là trời, chiếc đèn ngủ dành cho mấy đứa ghiền xem phim ma đây rồi. Đang ngủ ngon lành tự nhiên tỉnh dậy mở mắt ra nhìn một cái là ngất luôn. Cái này đề nghị các bạn yếu bóng vía không nên thử nhé, không là có ngày lại tè ra quần đấy ạ. Không phải là chút bé ngủ ngon nữa mà là thách bé ngủ ngon các bác ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.